Tháng 3 năm 1398, trước sự ép buộc ngầm của Lê Quý Ly, vua Trần Thuận Tông truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử An, tức vua Trần Thiếu Đế. Lê Quý Ly tự xưng là quốc tổ nhiếp chính, khâm liệt đại vương, giúp nhà vua điều hành chính sự. Nhân năm 1400, Lê Quý Ly lại truất vua Thiếu Đế làm Bảo Ninh đại vương và tự xưng làm hoàng đế, lập ra nhà Hồ. Tháng 3 năm 1398, trẫm lúc trước vẫn mến tưởng phong vị thanh tao, không có bụng muốn ngự xe hoàng ốc bọc lụa sắc vàng. Nay truyền ngôi để nghiệp lớn được lâu dài, Hoàng Thái Tử An cần được lên ngôi vua, phụ chính Thái Sư Lê Quý Ly lấy danh nghĩa là quốc tổ thay giữ chính quyền. Trẫm tự xưng Thái Thượng Nguyên Quân Hoàng Đế, bồi dưỡng lòng trai khiết ở cung Bảo Thanh, để thỏa được ý muốn trước kia của trẫm. Bệ hạ vạn tuế. Hai năm sau, năm 1400. Hôm nay nhiếp chính đại vương lại không lên triều sao? Ông ấy cao bệnh không thể thiết triều được. Đức vua còn nhỏ tuổi, không biết việc công, không có Lê đại nhân nhiếp chính, ta thật lo lắng cho vận mệnh nước nhà. Chuyện này ta ngờ là có ý gì đấy? Ông ngoại, ông ngoại! Nào, Hoàng Nhi, không được vô lễ. Con là vua của một nước, con phải... Con không thích làm vua, con thích đi chơi cơ. Con thích đi chơi cơ. Bẩm đại nhân, ở ngoài cổng bách quan đang đứng chờ, xin được tiếp kiến. Thuộc hạ đã báo là đại nhân bị bệnh, nhưng họ nhất quyết không chịu về ạ. Thôi được, cho vào. Bẩm nhiếp chính đại vương, hôm nay bách quan tới đây tha thiết mong đại vương hãy trở lại thiết triều. Triều đình có trăm quan lo việc, ai cũng có phận sự của mình, ta đâu làm được gì. Dạ bẩm, đại nhân tuy vị trí là bề tôi nhiếp chính, nhưng tâm sức bỏ ra là tâm sức của người đứng đầu thiên hạ, không ai thay thế được ạ. Ông đừng có nói càn, kẻo đức vua nghe thấy. Đừng tưởng bệ hạ nhỏ tuổi mà không biết gì. Vừa rồi ngài đã nói không thích làm vua, đòi nhường ngôi lại cho ta đấy. Vậy ra ý của nhà vua cũng là ý của bách quan trong triều. Ta sắp đến ngày xuống lỗ rồi, nếu làm như vậy thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở nơi cửu tuyền được. Xin đại vương vì giang sơn, vì bách tính mà gánh vác lấy trọng trách này à? Đây là biểu văn mà bách quan trong triều dâng lên để tôn đại vương lên ngôi à? Xin đại vương hãy vì quân dân bách tính. Năm 1400, sau ba lần bách quan dâng biểu khuyên lên ngôi, Lê Quý Ly lên ngôi vua, xưng là Thánh Nguyên năm thứ nhất. Vì Lê Quý Ly vốn gốc tích họ Hồ, nên Quý Ly đã đổi họ thành Hồ, Hồ Quý Ly, đổi quốc hiệu là Đại Ngu, đặt kinh đô ở An Tôn. Từ đây, triều Hồ tiếp nối triều Trần, trở thành triều đại mới trong lịch sử Việt Nam.